chào các bạn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón vành tròn tai thỏ xinh xắn như thế này mẫu này các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ phía trước thân nón thì mình có thể trang trí thêm tên ha tên thì mình đã có hướng dẫn ở video trước rồi các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó mình tham khảo chữ cái và gắn tên cho phù hợp giúp cho phần thân nón của mình nó thêm xinh xắn hơn ha mình sử dụng len miêu cốt tông 125g, chập đôi sợi và kim 3,5mm. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu sau khi đã có được 6 mũi móc đơn rồi thì mình nắm sợi len ngắn quốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời những bạn nào mà không xài quen kim 3,5 có thể đổi sang kim 4 hoặc là 4,5 mm nha và móc lỏng tay ra là được móc lên một xích nè vòng đầu tiên thì sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc Chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba tương tự ha, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Dùng kim nhỏ thì nhớ kéo sợi cho cái sợi của mình nó qua hết kim ha. Tiếp tục nè, chân kế bên cũng hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân móc cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc kết thúc vòng này thì xác đây nó có một cái đường móc đây là cái đường của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên chứ không phải là chân móc nha mình sẽ không móc vào đây mà đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng thứ hai vòng thứ hai của mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng thứ hai nè móc vào đó một mũi móc đơn trước sau đó chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng một móc đơn nè sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc vào cái chân kế bên ha. Ta có được cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha, một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Khi kết thúc cái vòng này thì mình sẽ tăng được 6 mũi móc, tức là ta sẽ có được 6 cụm móc liên tiếp như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được hàng thứ ba. Hàng móc thứ tư thì các bạn tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Tức là mình sẽ dựa vào vòng bên dưới nó nè. Vòng bên dưới của mình có một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi. Mình sẽ có là hai mũi mũi chân ha. Được hai mũi móc đơn mỗi chân thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Móc vào chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc nè. Như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân xen hai mũi cung chân móc. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Hai mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai ha. Cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng nè. Hai mũi mỗi chân, về hai mũi cung chân móc nằm ở chân cuối cùng ha sau khi kết thúc được vòng móc thứ tư nè mình sẽ có được sáu cụm móc như thế này tăng được sáu mũi móc kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích tiếp tục hàng kế tiếp mình sẽ làm tương tự tức là mình sẽ dựa vào vòng bên dưới của mình nè vòng bên dưới của mình có hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên một mũi mình sẽ có là ba mũi móc đơn mỗi chân mũi thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba có được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi cùng chân móc ha như vậy là ta tăng tịnh tiến được số mũi móc đơn lẻ nè mình có cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các vòng móc kế tiếp mình cũng làm tương tự ha. Tức là mỗi hàng móc mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho mỗi hàng móc. Hàng này có 3 mũi mỗi chân nè. Hàng kế tiếp sẽ là 4 mũi mỗi chân, 5 mũi mỗi chân ha. Và cứ xen kẽ là hai mũi cung chân móc cho đến khi mình đạt được độ rộng của phân thân nón. Hàng này sẽ là 3 mũi mỗi chân nè sau đó là hai mũi cùng chân móc ha sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa ở đây mình có một lưu ý nhỏ đối với những bạn nào mà móc theo công thức nè khi mà mình móc theo công thức để ý cho mình ở mỗi hàng móc hai mũi móc ta móc vào cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau khi mà mình móc theo công thức nè thì khi các bạn cứ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các cái mũi móc mà ta móc hai mũi vào cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau và khi mình tăng thêm nhiều hàng móc thì nó sẽ bị những cái điểm G như thế này Nó làm cho phần thân nón của mình nó không có được đều mũi, không có được tròn đều Cho nên để tròn đều nè, ở đây mình công thức có để trên màn hình ha Các bạn dựa theo công thức trên màn hình, sau đó mình sẽ đảo công thức Thì để đảo công thức, các bạn sẽ dựa cho mình vào những cái hàng móc mà mình có số mũi móc đơn lẻ mũi chân là số chẵn Thì ví dụ như hàng kế tiếp của mình là 4 mũi mũi chân, xen 2 mũi cùng chân nè thì bốn mũi mỗi chân đó là số chẵn ha các bạn sẽ đảo cho mình đưa hai mũi cùng chân móc vào chính giữa thì đây mình sẽ làm cho các bạn thấy nè theo công thức đó thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ móc hai mũi móc đơn liên tiếp trước được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc sau đó sẽ là hai mũi mỗi chân ha Như vậy là công thức của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Ta có hai mũi mỗi chân, hai mũi cung chân và hai mũi mỗi chân, tức cộng lại mình sẽ có được là bốn mũi mỗi chân và hai mũi cung chân móc. Khi mà mình đảo công thức như vậy thì các bạn để ý cho mình hai cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc nó sẽ nằm xéo với nhau chứ nó không nằm chồng lên nhau ha, giúp cho vòng tròn của mình nó đều hơn. Thì cái vòng mà có cái số mũi móc đơn lẻ là số chẵn thì các bạn cứ đảo cho mình tương tự như vậy. Hai mũi mỗi chân nè, hai mũi cung chân sau đó là hai mũi mỗi chân ta cũng có được cộng thứ hai ha đây cộng thứ hai của mình cũng đảo công thức nè các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cho công thức này cho hàng móc này cho đến cuối vòng hàng móc kế tiếp là mình sẽ có là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cung chân móc thì 5 mũi mỗi chân là số lẻ nên các bạn cứ giữ nguyên công thức cho mình và móc cho đến cuối vòng ha mình cứ xen kẽ một hàng đảo ngược công thức và một hàng có đúng công thức Hàng đảo ngược công thức là cái hàng mà có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn nha. Móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của vòng tròn là được. Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc tăng mũi và đảo đều công thức nè thì vòng tròn của mình nó sẽ đều lại như thế này. Để có được cái size mà các bạn cần móc thì ở đây mình có 3 cách. Cách đầu tiên nè. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình mũi móc cho nó phẳng lại. Cho cái phần thân nón của mình nó đều, sau đó mình ướp ngược lại ha mình sẽ sử dụng thước dây các bạn sẽ đo cho mình đường kính mà mình có được của cái phần thân nó mà mình đang có nè được bao nhiêu cm thì mình sẽ lấy cái kích thước này nhân cho 3,14 ta sẽ ra được cái kích thước vòng tròn phía ngoài mà mình có đang có là bao nhiêu ha đây là cách đầu tiên lưu ý khi mà mình đo cái vòng ngoài cùng á do chất len của mình nó có cái độ co giãn cho nên cái số đo này nó sẽ hơi chính xác thôi nha nó không có chính xác một phần trăm các bạn sẽ tăng giảm cho mình cho phù hợp với size các bạn cần móc nha cách thứ hai là mình sẽ sử dụng 1 cm của thước dây đo vào trong mũi móc thì 1 cm của thước dây mình nó sẽ sắp xỉ bằng 1,5 mũi móc nè các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu sau đó lấy số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1 cm mình sẽ ra được tổng số mũi móc mà mình cần có của cái size đầu đó ha Chất len của mình nó cũng có độ co giãn cho nên khi đo các bạn sẽ đo sắp xỉ cho mình là được Mình sẽ ra được cái hàng móc cuối cùng của cái phần đỉnh nón này là bao nhiêu mũi ha Và lưu ý đối với cái cách đo thứ hai này nè Mỗi vòng móc tăng mũi của mình sẽ tăng tổng cộng là 6 mũi móc Đến cái hàng mà tăng cuối cùng nó không nhất thiết phải tăng 6 mũi ha Khi mình tính theo công thức thì nó không nhất thiết phải tăng 6 mũi Nó có thể tăng một trong những điểm bất kỳ của 6 mũi đó Cách thứ ba cũng là cách đơn giản nhất đưa cho mình cái mặt trong của sản phẩm nè. Các bạn sẽ đo cho mình từ cái điểm đầu tiên. Đây mình sẽ đưa thước và mình đo cái mép ngoài ha. Chất len nó có độ co giãn nên các bạn khi kéo mình sẽ kéo vừa sát thôi chứ không có cần phải kéo căng cái mũi móc đâu. Mình sẽ đo cho đến cái điểm cuối cùng. Đây là cách đơn giản nhất ha. Mình đã có được cái kích thước vòng cuối cùng của cái phần thân nón rồi. Thì bây giờ mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa Cái hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều Mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Các bạn cứ móc đều cho mình ha Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa Cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại Thì ta sẽ đạt được cái chiều cao từ cái phần đỉnh nón nè Gặp đôi cái phần nón này theo cái hướng như thế này thì ta sẽ có được chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng á nó bằng chiều cao từ đỉnh đầu đến phần tai là được nha mình có để kích thước này ở phần mô tả các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó tham khảo cái chiều cao và mình móc cho phù hợp không tăng mũi thì mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha sau khi móc thêm nhiều hàng móc lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mình móc cuối cùng bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến phần tay rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần vành ở phía dưới ha để móc được hàng đầu tiên của phần vành á giúp cho phần vành của mình nó có cái độ cong lên mình sẽ dựa vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng của phần đỉnh nón đối với size này hàng cuối cùng của mình nè mình sẽ có công thức là 8 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc thì hàng kế tiếp các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi tức mình sẽ có được chín mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Những bạn nào mà tăng sai thì các bạn cũng làm tương tự như vậy ha. Mình tiếp tục tăng sai nè. Mình có chín mũi mỗi chân. Mũi thứ hai nè. Mũi móc thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi móc thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Khi có được 9 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Đối với những bạn nào mà tính theo công thức là 1 cm bằng bao nhiêu mũi móc á thì cái vòng cuối cùng này các bạn sẽ dựa cho mình vào cái vòng mà mình tăng đều cuối cùng nha, chứ không có dựa vào cái vòng mà mình tăng ít. Đối với những bạn nào mà muốn cho vành của mình nó có cái độ xòe rộng thì mình sẽ móc tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần vành nó có cái độ xòe ra ha. Còn những bạn nào mà muốn cái phần vành của mình nó cong lên thì ở đây các bạn chỉ cần tăng cho mình từ 1 cho đến 2 hàng móc thôi. Sau đó cái hàng móc còn lại thì các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Thì khi mà mình bẻ cái phần vành nón lên nè, nó sẽ giúp cho cái phần vành của mình nó có cái độ cong cấp lại chứ không có quá xe ha. Chỉ cần tăng 1 cho đến hai hàng móc thôi. Các hàng còn lại thì mình sẽ móc đều. Như vậy là ta sẽ có được một cái vành nón tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần tay tay thì các bạn sẽ làm cho mình hai cái tương tự như nhau mình cũng chập đôi sợi lại nè sau đó tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích hàng này nó có 6 mũi sẽ tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai thì khác với cái phần đỉnh của thân nón á mình có cái hàng thứ hai là mỗi chân hai mũi móc đơn cùng chân móc nhưng còn đối với cái phần tay các bạn sẽ bỏ cho mình cái công thức của hàng thứ hai đi mình sẽ di chuyển kim đến công thức của hàng thứ ba luôn ha hàng thứ ba của mình công thức sẽ là một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc cho mình là một móc đơn nè sau đó là hai móc đơn cùng chân móc thì hàng thứ hai của mình sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ có được ba cụm ha tức là mình sẽ tăng được ba mũi móc cụm thứ hai nè Tiếp tục cộng thứ ba sẽ nằm ở hai chân cuối cùng. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm móc như thế này, tăng được 3 mũi. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì cái phần tay của mình nó sẽ có cái độ cúp xuống như thế này, chứ nó không có bè ra giống như cái phần đỉnh nón nha. Từ hàng móc thứ ba trở đi thì mình sẽ làm tương tự giống phần thân nón, tức là mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ nha hai mũi mỗi chân nè sau đó là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta cũng có tổng cộng là ba cụm móc như thế này sau đó các bạn cứ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa những bạn nào mà tăng sai thì cứ dần dần tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho mỗi hàng cho đến khi mình đạt được độ rộng của phần tay ha hàng này là hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân nè ta có cụm thứ hai tiếp tục là cụm thứ ba hai mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân móc cũng tăng được 3 mũi cho vòng móc này đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một dời và lên một xích hàng kế tiếp cũng tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ đối với size này mình sẽ dừng lại ở bốn hàng móc tăng mũi thì cái phần tai của mình nó sẽ có cái độ rộng vừa phải rồi nè các hàng móc kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đều tức là ta sẽ không có cái chân móc nào mà có hai mũi cùng chân ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều nhau như thế này để ý cho mình nè để cho cái phần tai của mình nó được cân đối thì ở cái phần thân trên các bạn tăng bao nhiêu hàng móc thì cái phần thân giữa tức là cái phần mà mình không cần phải tăng mũi á các bạn sẽ móc cho mình bằng với số hàng móc của cái phần là mình có được ở đây mình có 4 hàng tăng mũi nè thì các bạn móc cho mình bốn hàng đều không tăng mũi ha khi hoàn tất được bốn hàng đều không tăng mũi bằng với tổng số hàng móc tăng mũi bên trên thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho phần tay của mình nó có cái độ bo nhỏ lại để giảm mũi nè các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng của cái phần thân trên Thì hàng tăng mũi cuối cùng của mình sẽ là 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân móc Các bạn sẽ bê cho mình 3 mũi mỗi chân đó xuống đây Mình sẽ móc 3 mũi vào mỗi chân móc Sau đó sẽ là 2 mũi chụm chân ha Đưa cho mình 3 mũi xuống nè Mũi đầu tiên nè Tiếp tục mũi thứ hai và mũi thứ ba được ba mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp ở cái phần thân trên mình tăng mũi thì cái chân đó mình móc hai mũi cùng chân móc nhưng lúc này mình sẽ giảm mũi cho nên các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi thì cách chụm như sau ha ta đâm kim vào chân kế bên sau đó kéo len qua chân móc các bạn giữ nguyên cho mình vị trí này nè sau đó đâm kim vào chân kế tiếp kéo len qua chân móc sau đó mình sẽ kéo len qua hết ba đường trên kim như vậy là hai chân phía dưới chụm lại được thành một mũi bên trên ta sẽ có cụm móc 3 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi nha chụm mũi này để dẻ mũi lại nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha mình sẽ có tổng cộng là ba cụm móc như thế này ba mũi mỗi chân nè công thức này nó có thể thay đổi tùy vào cách các bạn tăng mũi ở phía trên ha được ba mũi mỗi chân thì chân kế tiếp sẽ chậm mũi nè lần lượt đâm kim vào hai chân liên tiếp sau đó kéo lên qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc thứ hai ta cụm thứ ba sẽ nằm ở năm chân cuối cùng ha ba mũi mỗi chân sau đó là hai chân chậm mũi sẽ nằm ở hai chân cuối cùng nè được cụm thứ ba rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một giờ sau đó lên một xích thì như vậy là cái phần đuôi của tai mình nó đã có cái độ nhỏ lại rồi các bạn để ý ở cái hàng giảm mũi này nè hàng tăng mũi các bạn tăng bao nhiêu hàng móc thì hàng giảm mũi các bạn sẽ giảm cho mình một nửa so với cái hàng móc đó thôi ha thì mình sẽ có hai hàng giảm mũi hàng giảm mũi thì mình sẽ giảm số mũi móc đơn lẻ còn hai mũi mỗi chân sau đó là hai chân chụm mũi ta sẽ có được cụm đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có được 3 cụm móc như thế này. Những bạn nào mà có tăng sai thì các bạn cứ dựa cho mình vào hàng tăng mũi bên trên, sau đó móc cái hàng giảm mũi bằng một nửa số hàng móc tăng mũi là được nha. Khi đạt được đủ cái số hàng móc giảm mũi rồi nè thì kết thúc các bạn móc lên một xích, sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Ta hoàn tất được phần tay rồi nè. Mình sẽ sử dụng kim khâu, các bạn sẽ khâu cho mình cái phần tay này vào trong thân nón Để khâu lại cái phần tay này thì các bạn gặp cho mình cái phần thân nón theo cái chiều này Đây là mũi mình kết thúc, nó sẽ nằm ở một góc Sau đó mình gặp đôi cái phần tay này lại Mình sẽ khâu cái bề mặt này của phần tay sát với lại cái đỉnh nón Sau đó tiếp tục tay còn lại các bạn cũng gặp tương tự cho mình nè Mình sẽ khâu hai tay sát lại với nhau Tay thì có thể khâu tùy thích ha, có thể khâu ở đỉnh nón hoặc là lệch qua một bên cũng được. Sau khi đã khâu hoàn tất được phần tay thì mình sẽ có được một cái mẫu nón vành tròn xinh xắn như thế này ha. Thân trước thì để tạo ra cái điểm nhấn cho phần thân nón, các bạn có thể dán cho mình thêm chữ lên phía trước nè. Thì mẫu chữ này mình có hướng dẫn ở video trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo, sau đó mình phối tùy thích để tạo được cái điểm nhấn cho phần thân nón. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!